Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và trong video ngày hôm nay thì mình không review sản phẩm cái gì cả, mà nay mình muốn chia sẻ với anh em một trong những cái mà vào những cái dịp mùa hè như này thì xuất hiện của cái nhân vật này có thể nói rằng hết sức là nguy hiểm anh em. Có lẽ nhiều người không biết đâu, không để ý. Đây, các bạn nhìn thấy đây, ở trên màn hình có một cái chấm đen đen này này. Này có lẽ nhiều người sẽ đoán nó là một cái con gì đấy đúng không? Thực sự đây là một cái con vật mà chúng ta rất hay gặp vào mùa hè, đặc biệt là cái thời tiết mà tháng 3 này bắt đầu chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ thì cái nhân vật này nó xuất hiện rất là nhiều luôn. Ở đây mình chia sẻ luôn, đây là con kiến ba khoang anh em. Chắc là nhiều người cũng sẽ đã từng nghe cái kiến ba khoang rồi nhưng có lẽ là không để ý, có khi nhiều người thật sự là không biết. Bây giờ mình sẽ làm video này chia sẻ với các bạn về cái con kiến ba khoang này. Cái này thì hiện tại thì mình có thể zoom sâu một chút cho anh em nhìn nhá. Cái này thì nó đang hơi xa một chút đây. Nó rất là bé luôn. Bây giờ mình sẽ đo thử kích thước của nó cho anh em xem nhá. Mình sẽ sử dụng một kích thước điện tử như này. Đây, mình có một kích thước điện tử như này. Đo cho anh em xem là kích thước cái con này nó bé từng nào. Rồi mình sẽ đo thử kích thước cho anh em xem nhá. Đây, từ đến đây là 1cm này. Con này nó chỉ tầm khoảng là 5mm thôi, nó rất là bé. Chính vì nó bé nên nhiều người không để ý được cái tác hại của nó. Con này thực sự nó rất là độc hại. Nếu các bạn bị nó đốt thì có thể gây ra những cái vết bỏng, mà cái vết bỏng này cực kỳ khó chữa luôn và nó kéo dài dai dẳng, tại vì con này nó rất là độc đó. Rồi đây, mình sẽ dí cho anh xem cận cảnh với con này hơi mờ một chút. Rồi đây, mình để lên cái tờ giấy trắng này cho anh em có thể dễ nhìn này. Đây, cái đặc điểm của con kiến ba khoang này, các bạn sẽ thấy rằng nó chỉ bé xíu này thôi, nhưng mà nó sẽ có là đầu nó màu đen và cái phần đuôi của nó sẽ có là phần thân này là màu đen này, xong rồi nó có một cái giữa đốt bụng là màu hơi hồng hồng, màu đỏ, và cái đuôi của nó thì lại là đuôi màu đen. Nó sẽ thành ba khoang, đầu màu đen này, ở phần cổ này nó hơi cam này, phần bụng của nó là eo ấy, thì là màu đen, và giữa đốt bụng thì nó sẽ có một cái đốt màu cam này, và dưới này thì nó mình không thể dí sát được tại vì sát cam này nó sẽ mất nét, và cái đuôi nó sẽ màu đen. Cái này là quay sát thì nhìn nó khá là rõ, nhưng mà nếu mà để ở ngoài thì nó rất là bé luôn. Thế so với ngón tay của mình này, nó chỉ bé rất là nhỏ thôi. Và con này thì có đặc điểm nó là chúng ta sẽ thấy nó có cánh ấy, nó bay được các bạn. Nó hãy đậu ở trên bóng đèn ấy, và nhất là cái thời hè này nó sẽ rất là nhiều. Rồi, con này thì tên khoa học của nó là Pererus pusicet. Đó, tên tiếng Anh là Rose Petrelet. Petrelet là cái từ trong cái từ có năm ấy đó. Nhưng thực ra thì nó không phải là một con kiến, nhưng là nó là hình dạng của kiến nên người ta gọi là kiến ba khoang. Ngoài ra thì nó có rất nhiều tên gọi khác như là kiến hoang, kiến kim, kiến lác, kiến gạo, con cắm cặp, kiến nhốt, kiến gong. Nó thuộc giống là Pererus, có tận là 622 loài cơ. Nó thuộc họ bọ cánh cứng. Rồi, cái đặc điểm của con kiến ba khoang này, nó là con vật sống ở trên ruộng, đồng, vườn, nói chung là cái chỗ là có cây thì nó sống rất là lâu. Và nó lại là bạn, con này thì nó lại rất là tốt đối với người nông dân, vì nó là một trong những con thiên địch tốt ở trên đồng ruộng, trên cánh đồng. Vì con này nó chuyên ăn các loại sâu, những con dầy nhỏ nhỏ gây hại cho hoa màu, nên người nông dân lại rất thích con này. Đó. Nhưng mà rồi giờ đây thì do cái nạn khai thác rừng này, săn bắt, rồi nói chung là cuộc sống hiện đại văn minh nó xâm nhập và cuộc sống hoang dã, nó khiến cho cái hệ sinh thái bắt đầu mất cái cân bằng đi, và đặc biệt nó trở nên rất là trầm trọng luôn. Và những loài thiên địch ví dụ như con kiến ba khoang này nó sẽ dần biến mất.
thời gian gần đây nó xuất hiện những con như là châu chấu, bọ xít, nói chung là cái con ngày bây giờ nó trở thành là cái con gây hại cho người, tại vì nó rất là độc mà rất nhiều người bị bỏng và đi nhập viện vì con này. Bây giờ mặc dù nó là thiên địch tốt với người nông dân, bây giờ nó là một con vật gây hại cho loài người đó. Ở Việt Nam thì thời gian gần đây thì chúng ta sẽ nghe thấy rất là nhiều câu chuyện về kiến ba khoang xuất hiện ở các khu dân cư như là Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, một số tỉnh miền phía Nam. Không chỉ là nơi những cái nơi mà trồng lúa đâu, mà bây giờ thành phố cũng gặp con này rất là nhiều. Và đặc biệt các bạn ở vùng quê, con này sẽ thấy rất là phổ biến, như là một số cháu ở thành phố chắc là chả biết con này là con gì, nó gọi là cái con bọ. Nó đúng là kiến ba khoang nhá. Hôm nay anh em xem trên báo thì có rất nhiều vụ mà kiến ba khoang nó chui vào những cái khu chung cư và rất nhiều người bị bỏng con này. Một tối nó có thể vào nhà đến trăm chục con, bọng đầy giường, đầy cửa sổ, bóng đèn. Rồi ngay đây, ngay bây giờ ngay nhà mình có con này, con này mình cũng hay rất hay gặp. Và tuyệt đối là chúng ta không được lấy tay chúng nó đập nhá. Cái con này thì trong này nó có cái chất độc, chỉ còn dây ra thay nó bỏng rát, nó mẩn đỏ, không thể là sữa được, sửa nước các thứ phải đi bệnh viện đấy, bôi thuốc đặc trị của viện bỏng mới ra mới, hoặc là viện ký sinh trùng sốt rét ấy, họ có thuốc chữa cái này mà nó để lại sẹo rất là khiếp luôn. Về đặc điểm hình thái thì con này thì nó hay trú ở những cái chỗ nào có lá cây, những nơi cỏ tùm, chúng ta đi trong công viên vạch các bụi cỏ chúng ta tìm con này nó cũng rất là dễ. Và đặc biệt là mùa mưa hay mùa lụt ý, thì con này bắt đầu nó sẽ đặc tính là nó sẽ di chuyển ở những cái chỗ ướt ướt đến nơi nó khô ráo hơn, hoặc là nhiều khi nó sẽ bay theo ánh đèn vào nhà. Nếu các bạn thường ở thành phố nó sẽ bay theo ánh đèn. Và con này khi mà nó gặp những cái mà nó sợ thì bụng nó sẽ tăng kích thước, nó phình bụng lên kiểu như là giống bọ cạp, nó nhen anh ấy, con này nó sẽ phình bụng lên. Và con này nó có thể bay, chạy được cả trên nước. Đó. Con này thì nó sẽ đẻ trứng các bạn. Con này thì nó sẽ là tính của nó đẻ trứng, và nó đẻ một chu kỳ của nó đẻ đến theo một số tài liệu mà tìm hiểu nó đẻ từ 20 đến 100 cái trứng. Đó. Nó đẻ từ tháng 4 đến giữa tháng 5 và tháng 7. Khoảng 20 ngày thì trứng nó sẽ nở ra. Và cái quá trình hình thành con này thì nó cũng có quá trình là từ con nhộng, rồi nó ấu trùng, nó cũng sẽ trải qua cái giai đoạn ấu trùng nhộng, hình như không có giai đoạn kén đấy, kén như chỗ bướm thôi, và trở thành cái con trưởng thành như này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về cái độc tính của con này. Những cái con kiến ba khoang này thì trong cơ thể của chúng nó có chứa một chất gọi là pererin, lại một loại chất độc gây bỏng cho da, bỏng rộp, viêm da. Và khi chúng ta ra người, chúng ta tiếp xúc với cái chất của chúng, như là bị nó cắn này, hoặc là chúng ta vô tình chúng ta đè lên nó bóp, nhiều ông lấy tay bóp này, ôi dồi ôi, dã man. Nhưng mà chính như thế thì những cái chất độc ở trong dịch cơ thể nó sẽ tiết ra ngoài, dính vào da người và gây bệnh ngay tại cái vùng đấy. Và nếu dính vào tay, nếu bạn không rửa sạch ngay, hoặc là làm dính vào chỗ mình lấy tay mình xoa gãi các thứ, thì nó gây ra bỏng hết tất cả cơ thể các anh em. Chất này nó rất là độc luôn. Rồi, và cái biểu hiện mà khi chúng ta bị kiến ba khoang dính cái chất độc của con kiến ba khoang này, cái dịch của nó, thì chúng ta hay bị ở cái vùng mà chúng ta, như là chúng ta hay lấy tay gãi cổ này, mặt này, lưng, tay chân. Nó tùy theo mức độ nặng nhẹ thì nó có thể gây viêm da. Rồi ban đầu chúng ta chỉ thấy ngứa, nó căng ra mẩn đỏ. Sau khoảng 6 đến 12 tiếng thì nó sẽ nổi những cái mụn nước, kinh nhục, những mụn nước. Và sau khoảng từ 1 đến 3 ngày thì nó sẽ thành bỏng nước, phỏng mủ. Đó. Lúc đó thì đau rát vô cùng luôn, rất là khủng khiếp. Những người nặng nó có thể bị, chúng ta kèm theo là bị sốt, nổi hạch, đau cổ, nách bẹn. Nói chung nó nhiều triệu chứng lắm, còn nó độc lắm. Và nếu mà tay bị dính chất độc mà các bạn sờ vào mắt thì có thể mù mắt luôn, bỏng mắt. Đó.
nhiều người bị cái mình dính vào tay cho mình rụi mắt ấy, để khiến là cho một đi rất nhiều trường hợp là mắt bị sưng húp này đó, mà bị cái đấy mất mấy ngày, 3-4 ngày thì mình mới đỡ. Nếu mà bị ở cái vùng mà nhạy cảm thì có thể chúng ta sẽ bị rất là khó chịu đó. Và nếu mà không chữa kịp thời thì nó có thể chuyển sang là từ viêm chuyển sang loét, và các loét thì nó rất là khủng khiếp luôn đó. Đúng không? Cái con này nó gây bỏng anh em đó, loét viêm rồi bỏng khá nhiều. Để chống con này thì nói chung là chống những cái con này rất là khó luôn anh em. Nó cứ thấy đèn là nó sẽ bay vào, rồi bảo chúng ta bây giờ không bật đèn, trời ơi, thành phố mà không có đèn thì sống thế nào được. Nên tốt nhất là chúng ta sẽ có một cách là chúng ta sẽ, nếu mà nó tràn vào nhà nhiều quá hoặc là ở các vùng quê, người ta sẽ làm các cái lưới hoặc là các cái đèn để bắt con này. Và tốt nhất là khi ngủ thì nó chui vào tai cũng khiếp không ạ, nên mình sẽ phải có là ngủ màn, chúng ta sẽ vệ sinh môi trường phát qua mũi rậm đó, và quần áo dài tay khi làm ruộng hoặc là đi ngủ các thứ ấy. Nếu mà biết cái vùng con này chúng ta phải để tránh như bóc màn hoặc quần áo dài tay chặn, đang ngồi nhưng mà nó bậu vào tay cái xong đập bọp cái rồi xong hôm sau nó mẩn lên kinh dị luôn đó. Và có một cái câu chuyện nữa mà nếu bạn đang ngồi mà vô tình nó đậu lên tay các bạn chẳng hạn, thì tuyệt đối là chúng ta không được lấy tay đập hoặc là lấy búng biết cái thứ gì. Tốt nhất là có thể thổi nó. Và các bạn như mình, các bạn dùng cái tờ giấy này bạn để lên, hoặc là để cho đừng có chọc nó cắn là còn nguy hiểm hơn. Tốt nhất là các bạn có thể lấy một tờ giấy để khều nó ra hoặc thổi nó đi. Cái con này nó khá là nhỏ, thì có thể thổi nó bay đi được. Còn nếu mà nỡ tay mà đập hoặc là bóp mà dính vào nó rồi, thì tốt nhất là chúng ta sẽ phải rửa bằng nước sạch, nước sạch đó, hoặc là dùng xà phòng cũng được. Sau đó thì nếu có điều kiện thì đi khám. Mình nhớ có một cái thời gian mà một số người bị xuất hiện cái mẩn đỏ các thứ ấy, không biết là do bệnh gì. Hóa ra mãi vì sau khi mà bên viện ký sinh trùng sốt rét hoặc là kiểu một khu đấy nhiều người bị quá, người ta mới xuống tận nơi người ta xem xét thì phát hiện ra là có những con này đó, thì người ta phát hiện ra bị những con này nó đốt này đó. Cái vì cái biểu hiện của nó giống rất là giống viêm da. Nhiều người có bị nhầm với bệnh nấm, bị bệnh rona, giống kiểu na ná thủy đậu ấy, tại vì nó xuất hiện những cái vết phỏng kiểu là sau khoảng nó cũng có quá trình ấy, từ mẩn đỏ này xong rồi nó chuyển thành rộp, xong nó phỏng nước ấy, đó cũng là do con này. Rất nhiều người bị nhầm là do thủy đậu, nhiều khi là bị do con này này đó. Chú ý là con này nó có thể cắn được các bạn. Nó có cái nọc của đuôi này. Đó. Mồm nó cũng có thể cắn được. Con này hiện tại thì nó đã nghèo rồi. Mình dùng bật lửa mình đốt. Chứ con này nó rất là nguy hiểm luôn. Rất là trẻ con các thứ, các cháu không biết, dính vào cái là thôi rồi, mất công mất việc. Đây. Nếu mà nhìn kỹ thì anh em đếm được số chân của nó cũng có rất là giống chân của con dế nhá. Nhìn nó khá là giống con giống mini. Nhưng mà cái đặc điểm nổi bật nhất của con kiến ba khoang này, các bạn có thể nhìn thấy, nhận ra ngay, nó chính là nó có màu đen, đỏ, đen, đỏ, đen đó. Như kiểu kiếp đỏ đen của Duy Mạnh. Đó. Rồi, và như vậy ngày hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn một chút các kiến thức cơ bản về, chúng ta cùng review về con kiến ba khoang, cũng như là tập tính của con này như thế nào, cũng tìm hiểu về cái chất độc trong con này, cũng như là cách mà xử lý khi bị con này đốt. Nhớ là có một cái lý hết sức quan trọng là các bạn là tuyệt đối không được chạm tay vào con này nhé. Có thể cái dịch ở trong người nó có thể nó ở ngoài thân này, nó tiết ra nó rất dễ là gây bỏng đó. Hiện tại con này thì nó nghèo rồi, nó không sợ lắm. Và nếu bị nó đốt hoặc là mình dính phải cái bên này thì nhớ rửa bằng nước sạch hoặc là xà phòng, và chắc chắn là phải đi khám các bạn. Này khó chuyện lắm, chỉ các bác sĩ đi đến nơi, các bác sĩ sẽ cho các bạn những cái thuốc mà bôi rượu da này, những cái gọi là corticosteroids để bôi, hoặc là uống các loại kháng là histamine. Một số cái tài liệu mình tham khảo thì có đây,
uống cả kháng sinh nếu mà đến bội nhiễm nhá. Con này nhỏ nhỏ mà nguy hiểm thế. Đây, anh em xem này, tay của mình này, nó chỉ nhỏ xíu này thôi nhưng mà nguy hiểm vô vàn luôn. Ok, rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe kênh và chờ đón các video tiếp theo.